các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Số ca tử vong do bệnh sởi trên toàn thế giới đã tăng 40%. Hôm 16 tháng 11, các cơ quan y tế hàng đầu thế giới cho biết tỷ lệ tử vong do bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng hơn 40% vào năm 2022 và số ca mắc bệnh tăng lên sau khi mức độ tiêm chủng giảm đáng kể trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao này đã gây ra dịch bệnh ở 37 quốc gia vào năm 2022 so với 22 quốc gia vào năm 2021. Trong một báo cáo mới, căn bệnh này làm 9 triệu trẻ em mắc bệnh và giết chết hơn 136.000 trẻ em, chủ yếu ở các nước nghèo. Các cơ quan y tế cho biết số ca mắc sởi cũng tăng gần 20% sau khi mức độ tiêm chủng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. CDC cho biết sự gia tăng các đợt bùng phát bệnh sởi và tử vong là đáng kinh ngạc bởi căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng được bằng vaccine. Theo các chuyên gia, hai liều vaccine sởi có tác dụng bảo vệ cao chống lại căn bệnh này. Trẻ em ở các nước đang phát triển ở châu Phi, Đông Nam Á, châu Mỹ Latin và Ấn Độ có nguy cơ cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới và CDC cho biết tỷ lệ tiêm chủng ở các nước nghèo là khoảng 66%. Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và lây lan trong không khí khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Bệnh này phổ biến nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Các triệu chứng bao gồm sốt, ho, sổ mũi và phát ban đặc biệt. Hầu hết các trường hợp tử vong là do các biến chứng như viêm não, mất nước nghiêm trọng, khó thở và viêm phổi. Các biến chứng thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và người lớn trên 30 tuổi. Căn bệnh này cũng gia tăng ở một số nước giàu trong những năm gần đây. Cơ quan Y tế Anh hồi tháng 7 cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở London là cực kỳ cao. Một số khu vực ở thủ đô báo cáo chỉ có 40% trẻ em được tiêm phòng. Tỷ lệ tiêm ngừa bệnh sởi ở Anh và một số nước vẫn chưa đạt tỷ lệ như mong muốn. Kể từ khi bác sĩ người Anh Andrew Wakefield đưa ra tuyên bố sai lầm rằng vaccine có thể liên quan đến bệnh tự kỷ cách đây hơn 2 thập kỷ. Chưa hề có nghiên cứu khoa học nào xác nhận mối liên hệ này, nhưng nghiên cứu của Wakefield đã khiến hàng triệu phụ huynh trên toàn thế giới bỏ mũi tiêm này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sởi là một trong những loại virus dễ lây lan nhất ở người và hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine. Tuy nhiên, để ngăn chặn bệnh sởi bùng phát trong cộng đồng, yêu cầu tỷ lệ bao phủ vaccine rất cao, phải lên đến 95%. Trong một báo cáo chung, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, vào năm 2021, gần 40 triệu trẻ em đã bỏ lỡ một liều vaccine sởi, mức cao kỷ lục, do những biện pháp hạn chế vì dịch COVID-19. Quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới đã nói với hãng Reuters rằng, mặc dù các ca mắc sởi vẫn chưa tăng đột biến so với những năm trước, nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải hành động, bởi chúng ta đang ở ngã tư đường và dự kiến 12 đến 24 tháng tới sẽ rất khó khăn. Các chuyên gia chỉ ra rằng, do một số yếu tố như các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài và tính chất chu kỳ của bệnh sởi, nên vẫn chưa có sự bùng nổ các ca bệnh, nhưng điều đó có thể thay đổi nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, kể từ đầu năm 2022, các đợt bùng phát dịch sởi lớn đã gia tăng, đồng thời cho biết đang đặc biệt lo lắng về các khu vực ở châu Phi, cận Sahara.